Vì một số cây phôi sầm tím, dòng cây có hoa và quả rất là đẹp. Cây này có hoa màu tím xanh, quả chín chuyển nhiều màu. Quả có màu vàng, hồng, tím, màu rất là đẹp. Và dòng này thì rất là dễ trồng. Đầu tiên là lô 2 cây, mã số 1. Giá cả lô 2 cây là 250 bao ship. 2 cây có chiều cao là 65, cây này hoành tầm 19, cái này hoành tầm 16. Lô số 1 giá 250 bao ship. Hai cây sầm tím. Cây số 2 giá 450 bao ship. Hoành tầm 35, chiều cao 40. Cây rễ đế rất là mạnh. Dòng này thì tỷ lệ sống hầu như là 100%, cây rất là dễ trồng. Giá 450 bao ship cây phôi mã số 2. Cây phôi mã số 3 hoành tầm 35, chiều cao 65, giá 450 bao ship. Dòng này rễ chùm nên rất là dễ trồng. Cây phôi số 3 450 bao ship. Cây phôi số 4 chiều cao 1m, chiều cao 1m1, giá 300 bao ship, hoành tầm 24, chiều cao hơn 1m, giá 300. Cây phôi số 4. Và cuối cùng là lô 2 phôi mã số 5, cây cao 1m và cây này cao 70, hoành này trên 20, giá 500. Mình bao ship lô 2 phôi mã số 5, giá 500 bao ship. Mọi người chốt thì liên hệ số điện thoại phía góc màn hình, đây là số Zalo của mình. Chúng đỡ để chúng mình nhập ra thay thế này.